Các bé thân yêu ơi, hôm nay cô Phương sẽ gửi tặng chúng mình một câu chuyện cũng rất hay nhé. Đó chính là câu chuyện Gà trống choai và hạt đậu. Ngày xưa ngày xưa, trong ngôi nhà nọ có một chàng gà trống choai và một chị gà mái ghẹ. Trống choai lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Gà mái ghẹ nhẹ nhàng bảo, trống choai, trống choai, đi đâu mà vội? Chống choai, chống choai, đừng vội đừng vàng. Một lần, chống choai mổ được ít hạt đậu, nhưng vì nuốt vội quá nên bị hóc. Hạt đậu mắc cứng trong cổ họng, khiến chống choai không thở được, không nghe được gì hết, cứ nằm im như chết thôi gà mái hết hồn chạy đi tìm bà chủ kêu toáng lên cục 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 bà chủ ơi cho tôi xin ít bơ để tôi xoa cổ cho gà trống nó bị hóc một hạt đậu rồi bà chủ liền bảo gà hãy đi tìm bò mẹ xin một ít sữa để ta trưng lên thành bơ gà mái vội tìm đến bò mẹ Cục cục cục, bò mẹ ơi, hãy cho tôi ít sữa, để bà chủ trưng lên thành bơ. Bơ ấy, tôi đem xoa cho gà trống, nó bị hóc một hạt đậu rồi. Bò mẹ nói, ờ à, ờ, à, gà chạy nhanh đi tìm ông chủ, bảo ông ấy cho tôi ăn bó cỏ đã gà mái lại hớt hài đi tìm ông chủ cục 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 ông chủ ơi ông chủ ông đem cho bò mẹ bó cỏ tươi bò sẽ cho tôi ít sữa để bà chủ trứng lên thành bơ bơ ấy tôi đem xoa cổ cho gà trống nó bị hóc hạt đậu rồi ông chủ nói ừ gà chạy nhanh đến bác thợ rèn bảo ông ấy cho ta mượn cái liềm cắt cỏ đã gà mái lại ba chân bốn cẳng đến nhà bác thợ rèn Cục 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 Bác thợ rèn ơi Bác cho ông chủ tôi mượn cái liềm Để ông chủ tôi đi cắt cỏ cho bò ăn Bò sẽ cho tôi ít sữa Để bà chủ trưng lên thành bơ Bơ ấy Tôi đem xoa cổ cho gà trống Nó bị hóc hạt đậu rồi Bác thợ rèn Chạy ngay vào nhà Lấy liềm cho gà mượn Gà chạy như bay về nhà Đưa liềm cho ông chủ Ông chủ cắt ngay bó cỏ tươi cho bò ăn Bò cho một cốc sữa Gà cõng cốc sữa trên lưng Chạy đi đưa cho bà chủ Bà chủ trưng ngay cốc sữa Thành miếng bơ đưa cho chị gà Chị gà mang ngay miếng bơ Đưa vào miệng gà trống Thế là miếng bơ cùng với hạt đậu Trôi tuốt xuống cổ gà Chú gà trống chai tỉnh ngay Bật dậy cất tiếng gáy vang Ơ ơ ơ ơ các bé thân mến, câu chuyện gà trống choi và hạt đậu có những ai? Tại sao trống choi lại bị hóc nhỉ? Chúng mình hãy học tập chị gà mái ghẹ nhé. Hãy nhiệt tình giúp đỡ mọi người lúc khó khăn. Câu chuyện cô kể đến đây là hết rồi. Nếu muốn nghe cô Phương kể chuyện, đọc thơ mỗi ngày tặng bé yêu, chúng mình hãy xin phép và nhờ bố mẹ đăng ký kênh Phương Nguyễn miễn phí nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bé yêu.